Xin chào anh em đã quay trở lại với channel Latter Z, mình là Review. Bên cạnh mình đây là em xe GE76 Rider thì với sản phẩm với mức giá là 110 triệu đồng này. Thì chúng ta hãy cùng mình tìm hiểu xem là trong cái thời gian trải nghiệm gaming thực tế thì liệu chiếc máy này sẽ mang lại hiệu năng ra sao, liệu có ngon và thực sự đáng số tiền 110 triệu các bạn bỏ ra hay không. Ở trên video trước thì chúng ta đã biết qua được hiệu năng gaming gọi là benchmark rồi. Hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm thực tế xem chiếc máy này thể hiện ra sao. Và mình bí mật cho anh em trước là có một vài tựa game đã làm khó về chiếc máy này đấy. Và chúng ta sẽ bắt đầu video này ngay sau intro nhé. Và đừng quên rằng là anh em là đang muốn tham khảo những mẫu laptop gaming tại laptopz.vn, mình sẽ để dưới phần mô tả video chương trình khuyến mãi những mẫu laptop hấp dẫn ở dưới phần mô tả nhé. Bây giờ thì bắt đầu video thôi. Và đầu tiên, trước khi nếu anh em chưa biết được là cái cấu hình chiếc máy này thì mình sẽ nhắc lại qua một chút cho anh em nhé. Chúng ta sẽ có i9-12900K với 6 nhân P, 8 nhân E và 20 luồng, cùng kể là 14 nhân 20 luồng. Số nhân turbo thì có thể lên đến 5.0 GHz cho đơn nhân hoặc là toàn nhân. Tiếp đến chúng ta sẽ có là GPU là RTX 3080 Ti, 16 GB RAM và 175W điện. RAM thì chiếc máy này có tới 64 GB RAM DDR5 chứ không phải RAM DDR4. Và với cái việc mà chúng ta có một cái cấu hình nó rất là kinh khủng như thế này thì cũng vẫn thực ra thì người mua chiếc máy này về thì vẫn là người bình thường thôi. Người ta vẫn chơi những tựa game phổ thông, ví dụ như kiểu Liên Minh Huyền Thoại, CSGO rồi Dota 2. Và lưu ý cho anh em là trước khi mình vào test game thì mình sẽ để max setting ở những tựa game này 4K và cùng với đó là khử răng cưa, bật hết tất cả các loại lên. Và cái điểm đặc biệt nhất anh em cần lưu ý nha là mình sẽ để cái chiếc máy này ở hiệu năng cao nhất cùng tiếng quạt ổn nhất để xem chiếc máy này thể hiện ra sao trong hôm nay nhé. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. This is Phoenix. Và đó là với ba tựa game
của ngày hôm nay, ba tựa game nhẹ nhàng tình cảm cho anh em nào thích chơi game esports. Với 4K thì mình thấy là setting của set go nó hơi phi lý, thường thì anh em sẽ chơi ở 2K nhiều hơn, còn 4K nó dao động khoảng 100 đến 200 FPS. Và với Dota 2 rồi Liên Minh thì ví dụ như Liên Minh chẳng hạn, anh em nếu không khóa cái mức hiệu năng nó xuống khoảng 240 FPS thì nó sẽ gây ra hiện tượng xẻ hình. Và màn hình trên nó chỉ là 4K 120Hz thôi, thế nên là nó có thể hiện ra xảy ra hiện tượng xẻ hình rất là nhanh thôi. Và cái điểm này anh em cần phải lưu ý nhá. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với ba tựa game nặng và setting máy thì mình vẫn sẽ để như vậy, mắc quạt, mắc hiệu năng. Và với 4K gaming thì mình sẽ test qua với Control, God of War và một tựa game nữa. Và lưu cho anh em là God of War mình sẽ để 4K, không DLSS, không FSR. Rồi Control mình cũng để 4K ray tracing max setting luôn. Nhưng mà mình sẽ test cả DLSS lẫn không DLSS. Và chúng ta sẽ bắt đầu với ba tựa game nặng để xem chiếc máy này hiệu năng và tản nhiệt có ngon hay không. Mà nói cái điều này mình nhớ là lúc ấy mình chơi Liên Minh rồi Valorant rồi, Liên Minh với Dota 2, thi thoảng CPU nó nhỉnh lên một chút khoảng 80-90 độ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi thử với ba tựa game nặng để xem chiếc máy này thì hiện ra sao nhé. Bắt đầu thôi. Và cuối cùng là kết luận lại của mình thì 4K native không dùng DLSS để hỗ trợ. Thì nếu anh em nào chơi game của God of War chẳng hạn, nó chỉ dao động khoảng 50 đến 60 FPS thôi, nó không nhỉnh qua được 60. Còn với Control thì nếu anh em không bật DLSS ở 4K thì chắc chắn là nó sẽ có một cái hiện tượng là không vượt qua được mức 60. Và nếu anh em bật DLSS thì nó sẽ nhỉnh lên qua được 60 đến 70 đến 80 FPS. Thì có thể nói rõ ràng là anh em nào muốn thực sự là chơi trải nghiệm trên chiếc màn hình 4K này thì cái việc chơi 4K native không có DLSS thì mình thấy nó ok. Nhưng nếu anh em thực sự là không muốn dùng DLSS để cải thiện FPS mà muốn hình ảnh tốt nhất thì chắc chắn là chiếc máy này vẫn chưa đạt được 60. Wow, thực sự là 110 triệu bây giờ vẫn đang bị làm khó. Còn với PES thì sao? Thì nếu anh em nào mà chơi những tựa game nặng như kiểu PES ấy, CPU nó dặn khoảng 90W luôn và nhiệt độ CPU lúc này nó sẽ tương đối là cao. Có thể nói là với chiếc máy này, với con Core i9 này thì mình đánh giá là con tản nhiệt chiếc máy này rất là tốt.
Nhưng con Coil 9 thì nó sử dụng rất là nhiều điện và nó dùng rất nhiều nhiệt. Vì vậy nên là hãy cẩn thận khi mua laptop Coil 9, chưa chắc là nhiệt độ nó sẽ làm hài lòng anh em đâu. Mặc dù là chiếc máy này rất mạnh, mạnh thì nó phải đi kèm với nóng. Ok, đó tất cả gì trong video ngày hôm test ngày hôm nay. Anh em nghĩ sao về laptop 110 triệu gaming 4K đã có thể làm khó chiếc máy này rồi. Vậy thì anh em nghĩ sao? Liệu anh em 110 triệu đồng anh em sẽ mua đến khoảng là 2 đến 3 con Lenovo Legion 5 Pro hay là mua chiếc máy này về để chơi cho nó bõ? Để ý kiến của anh em dưới phần comment. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đừng quên là like và subscribe cho channel của Laptop AZ. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.